Cũng trong sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình họp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ năm 2024 với chủ đề Đổi mới hợp tác và phát triển bền vững. Tham dự chương trình có ông Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với đại diện của gần 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp FDI, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã hợp tác với 23 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ triển khai 26 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ gần 110 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai đã hợp tác với 21 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ triển khai 22 chương trình dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 74 tỷ đồng. Tăng 7 dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án về chính phủ nước ngoài thực hiện trong thời gian qua đã thúc đẩy quá trình phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Đồng Nai, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa nhân dân Đồng Nai với bạn bè quốc tế. Tôi cho rằng đây là một kết quả rất là tích cực. Đấy, trước hết là chúng tôi cũng đánh giá là do có cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh. Thứ hai nữa là cái sự tham gia tham mưu tích cực của các sở ngành liên quan, đặc biệt là cái vai trò chủ động, sáng tạo và linh hoạt, hiệu quả theo đúng tinh thần đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai. Thế và chúng tôi cũng có thể nói là Đồng Nai là một trong số ít địa phương mà luôn luôn đi đầu trong cái công tác đổi mới cái hình thức, cái cách thức tiếp cận cũng như là cái việc tham mưu rất là hiệu quả và tích cực cho lãnh đạo tỉnh để ban hành những văn bản quy phạm pháp luật cùng với các sở ban ngành. Tiếp tục phát huy cái cũ, những cái kinh nghiệm, những cách làm hay của những năm trước và bổ sung thêm thôi. Ví dụ như là bây giờ tăng cường cái khảo sát cái nhu cầu của bà con nhân dân của mình. Nhiều năm qua thì cái năm nào Liên Hiệp cũng phối hợp cùng các ngành để khảo sát nắm lại cái nhu cầu xã hội của tỉnh mình. Để qua đó mình lên một cái danh mục kêu gọi vận động trình lãnh đạo tỉnh. Từ cái danh mục này thì mình sẽ mời gọi vận động các nhà tài trợ. Ở Đồng Nai mình thì có cái ưu thế là có các cái doanh nghiệp FDI trên địa bàn, các cái hiệp hội doanh nghiệp của các nước. Cho nên mình kêu gọi cái trách nhiệm xã hội của họ. Tại chương trình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu các dự án danh mục kêu gọi viện trợ giai đoạn 2024-2025 với hơn 60 dự án tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, một dự án. Với tổng kinh phí cần vận động là trên 126 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng công tác phi chính phủ nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng của đối ngoại nhân dân, luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Hiện tỉnh Đồng Nai đang cần sự hợp tác, hỗ trợ vật chất, kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế, sự tham gia trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp FDI đối với tỉnh trên những lĩnh vực an sinh, giải quyết vấn đề xã hội, giáo dục, đào tạo nghề, y tế và bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, tỉnh Đồng Nai đã trao bản tri ân cho 18 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp FDI và hiệp hội nước ngoài đã có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai từ năm 2023 đến nay. Dịp này, 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp FDI đã trao bản tượng trưng cam kết tài trợ triển khai các dự án phi chính phủ nước ngoài tại Đồng Nai với tổng số tiền cam kết tài trợ trên 3 tỷ đồng.